Nhân dịp đầu xuân năm mới, lớp chủ văn Đình Bích Câu chiều chủ nhật hàng tuần do nghệ sĩ Tiết Tiết phụ trách xin chào tất cả bà con, cô bác, anh chị và các bạn. Và nhân dịp năm mới xin gửi tới tất cả nhà mình lời chúc sức khỏe, chúc an khang thịnh vượng, một năm mới đắc tài đắc lộc, vạn sự bình an. Và ngay sau đây cả nhà mình sẽ cùng nghe trích giá hát văn Hồ Đồng, bài hát Cô Đôi Thượng. Xin mời cả nhà mình cùng nghe. Hãy subscribe.
năm năm mới có khác hay thế nhỉ? Từ năm ngoái năm nay mà hát hay quá, toàn 9 điểm 10 điểm Bắc Phượng đây có này, hay đây đúng nhịp rồi, ngon rồi đấy. Từ Tết đến giờ năm chỉ có lần.